Mỗi một quẻ thăm, mỗi một quẻ thăm, mỗi một quẻ thăm là một cái lời chúc nghe rất là ý nghĩa cho ngày Tết nha. Ai cũng có phải không? Gặp nha. Đấy, ai cũng có phải không? Ừ. Rồi vô. Không ghê, không ghê, không ghê. Vô bốc một hoa lọc kìa ha. Vậy là My được độc nắc rồi đó. Mở coi, hái lọc. The same to you. The same to you. Vậy là chúc được độc đắc. Dễ dàng luôn. Phát tài. Đọc được câu gì của con câu gì? Phát tài nhiều tiền. Phát tài nhiều tiền. Chụp hình tắm coi. Phát tài nhiều tiền.